Mẩn tướng Đặng Văn Quang, chúa tể đảo chính, ông hoàng tham nhũng, chiến thần phản phúc. Xin chào mừng anh em quay trở lại với Ngược Dòng Lịch Sử. Tôi là Mr. Xuôi, người sẽ kể cho anh em nghe những câu chuyện hấp dẫn nhất. Trong quân đội, để lên được hàm tướng quả thực không dễ dàng gì. Thế nhưng, tướng cũng có tướng Dis, tướng Giát. Có những vị tướng được người người mến mộ, kính trọng, nhưng cũng có những vị tướng cả cuộc đời chỉ toàn vết nhơ. Một ví dụ điển hình cho trường hợp này chính là trung tướng Đặng Văn Quang. Tại sao ông lại có cái danh bẩn tướng và những việc làm bẩn của ông ghê gớm đến mức nào? Muốn biết câu trả lời, mời anh em xem video ngày hôm nay. Trong chế độ Sài Gòn trước đây, trung tướng Đặng Văn Quang bị liệt vào loại bẩn tướng. Báo chí đương thời đánh giá Đặng Văn Quang nếu xét về quyền uy thì chỉ đứng thứ tư sau Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên. Nhưng nếu nói về độ tham lam, vô lại thì ông Quang thứ hai, không ai dám chủ nhật. Tuy nhiên, vốn là bạn đồng khóa sĩ quan với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nên cho tới những ngày gần cuối cùng của chế độ Sài Gòn, khi Nguyễn Văn Thiệu còn trụ lại trong Dinh Độc Lập, Đặng Văn Quang vẫn còn giữ được ngôi vị rất quan trọng của mình trong bộ máy chính quyền, cố vấn an ninh quốc gia. Mãi tới cuối tháng 4 năm 1975, Đặng Văn Quang mới tất tả chuồn khỏi Sài Gòn trên một chiếc máy bay trực thăng từ nóc đại sứ quán Mỹ. Vị bẩn tướng này sinh năm 1929 tại một tỉnh nằm ở ven đồng bằng sông Cửu Long. Ngay khi đủ 18 tuổi, có nhận thức của một người trưởng thành, thì Đặng Văn Quang đã đầu quân theo thực dân Pháp, chống lại cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Quả nhiên là một gương mặt vàng trong làng phản quốc. Năm 1949, y tốt nghiệp một lớp học đào tạo trung đội trưởng tại trường sĩ quan Đập Đá, Huế. Một cái tên nghe đã thấy rất uy tín và vô cùng tỉnh táo. Cùng đập đá với ông còn có Nguyễn Văn Thiệu, nhờ mối quan hệ bằng hữu thân thiết, cùng nhau cắt máu ăn chè. Khi Nguyễn Văn Thiệu giữ cương vị Tổng thống, Đặng Văn Quang được xếp ngay vào những vị trí rất béo bở. Khi Ngô Đình Diệm lên nắm quyền, biết họ Ngô theo đạo Thiên Chúa, nên Đặng Văn Quang đã đưa vợ ra Huế, nhờ vợ chồng chị ruột Tổng thống Diệm đỡ đầu cho việc cải đạo. Rồi y tìm tới ông cậu Ngô Đình Cần, em ruột Ngô Đình Diệm, lại lục van xin nói đỡ một tiếng với Tổng thống. Ngô Đình Cần vốn là một kẻ quái dị, lạnh lùng, cào ngạo, nhưng không biết bằng cách thần kỳ nào mà Cần thương hại Quang, đề nghị Tổng thống Diệm cho Đặng Văn Quang chức vụ giám đốc nhà bảo an. Thoạt đầu, ai nấy đều nghĩ y cũng cung cúc tận tụy với nhà Ngô. Nhưng cuối cùng, mọi người đều phải bật ngửa vì tốc độ quay xe khét lẹt của Quang. Khi thấy gió chuẩn bị đổi chiều và tâm lý bất mãn với cặp bài trùng Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu gia tăng trong đám tướng lĩnh, tính khí võ biển nhưng lại lắm tham vọng chính trị. Từ đầu những năm 1960, Đặng Văn Quang đã lập tức tỏ ra dần cách biệt với nhà Ngô và cố gắng đánh hơi xem gió thổi theo hướng nào trên chính trường Sài Gòn. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, một nhóm tướng lĩnh quân đội Sài Gòn tiến hành đảo chính và hạ sát Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Ngay lập tức, Đặng Văn Quang đã hăng hái đứng về phe đảo chính. Thế nhưng, tướng Nguyễn Khánh do bất mãn với chuyện ăn chia hậu đảo chính, tới tháng 1 năm 1964 đã tiến hành cuộc lật đổ quân sự, chỉnh lý lại bộ máy cho Bu nắm quyền ở Sài Gòn. Lúc này, Đặng Văn Quang với tư cách bạn cũ cùng nhau kết nghĩa vườn bưởi của Nguyễn Khánh cũng đã mau chóng công khai ngỏ ý ủng hộ việc này. Và để động viên chiến hữu, Nguyễn Khánh đã làm mọi việc để Đặng Văn Quang được bổ nhiệm tư lệnh sư đoàn 25 vùng cực Nam, hàm chuẩn tướng. Nguyễn Khánh vốn là một viên tướng chẳng có mấy năng lực quân sự nhưng lại nhiều tham vọng. Mặc dù với sự hậu thuẫn của quan thầy Mỹ chiếm được vị trí chủ sĩ ở Sài Gòn sau cuộc chỉnh lý đầu năm 1964, Nguyễn Khánh không những vẫn không thể làm yên ổn được tình hình mà còn liên tiếp bị chống đối bởi đủ các lực lượng, từ những tín đồ Phật giáo đến những tín đồ Thiên Chúa giáo, rồi cả một bộ phận binh lính Sài Gòn. Trong tình thế nan nguy đó, Nguyễn Khánh chỉ còn có thể bấu ví vào người bạn tốt Đặng Văn Quang. Để lấy lòng người anh em chí cốt của mình, Khánh đã tặng thưởng Đặng Văn Quang vào chức chỉ huy quân đoàn 4, bao phủ toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lúc đó, y bắt đầu được mang quân hàm thiếu tướng. Tuy nhiên, khi nhận thấy chiều hướng đi xuống hiện ra ngày một rõ của Nguyễn Khánh, Đặng Văn Quang đã bất ngờ rời bỏ chiến hữu lâu năm này và quay sang ngôi sao đang lên là Nguyễn Cao Kỳ. Khi Nguyễn Cao Kỳ tung quân chặn đứng cuộc biểu dương lực lượng chống Nguyễn Khánh hồi tháng 2 năm 1965, Đặng Văn Quang đã tỏ ý ủng hộ hành động này. Sau đó 2 ngày, khi những đồng minh của Nguyễn Cao Kỳ trong hội đồng quân lực nhất trí loại trừ Nguyễn Khánh, thì Đặng Văn Quang đã gật đầu lìa lịa. Dẫu vậy, Đặng Văn Quang
cũng không chịu làm bạn đồng hành lâu dài của Nguyễn Cao Kỳ, mặc dù lúc đó Kỳ đang giữ cương vị thủ tướng của chính quyền Sài Gòn. Quân đoàn 4 dưới bàn tay chỉ huy của y ngày càng tỏ ra khó bào, liên tục bất tuân thượng lệnh từ Sài Gòn ban xuống và dính líu rất sâu vào chuyện buôn lậu. Khi đã đánh hơi được mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ, với tư cách bạn đồng môn ở Huế, Đặng Văn Quang đã kết thân sâu sắc hơn với Nguyễn Văn Thiệu, lúc này đã tỏ rõ thế lực thủ lĩnh của mình. Tất nhiên, vốn không phải tay vừa, lại có chức thủ tướng trong tay, Nguyễn Cao Kỳ dù không dễ dàng, nhưng tới tháng 11 năm 1965 cũng đã thành công trong việc hất cẳng Đặng Văn Quang khỏi chức tư lệnh quân đoàn 4 vì tội buôn lậu ở miền Tây. Từ sau chuyện này, quan hệ của Quang với Nguyễn Cao Kỳ hoàn toàn bị hỏng. Đặng Văn Quang lúc nào cũng hãi phong cách táo tợn của Nguyễn Cao Kỳ, đến mức cuối tháng 4 năm 1975, trong những giờ phút hấp hối của chế độ Sài Gòn, khi hay tin Nguyễn Cao Kỳ hạ cánh trực thăng trong sân Bộ Tổng Tham mưu, Đặng Văn Quang đã phải lần trốn ngay vì nghĩ rằng Nguyễn Cao Kỳ tới để bắt mình. Trong bối cảnh bị Nguyễn Cao Kỳ thẳng tay trừng trị như thế, mất chức tư lệnh quân đoàn 4 về Sài Gòn, Đặng Văn Quang lại phải cầu cứu Nguyễn Văn Thiệu, lúc này vừa ngồi vào ghế Tổng thống. Tổng thống Thiệu đã đưa Đặng Văn Quang vào làm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển trong chính phủ, nhưng thực chất lại là liên lạc viên chính thức giữa Dinh Độc Lập với Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Từ đó cho tới cuối cuộc chiến tranh Việt Nam, Đặng Văn Quang đã luôn luôn ở cạnh Nguyễn Văn Thiệu và nhiều lần làm Dinh Độc Lập phải muối mặt với những lời cáo buộc liên quan tới tham nhũng và buôn lậu. Tuy nhiên, cùng hội cùng thuyền, trong các tình huống hiểm nghèo như thế, Đặng Văn Quang luôn được bạn đồng môn Nguyễn Văn Thiệu ra tay cứu giúp. Thái độ xảo trá của Đặng Văn Quang từng bị ngay chính giới Sài Gòn cũ dè bỉu và lên án, coi đó là trò múa rối chính trị của các tướng lĩnh trong cái gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Phải nói rằng, Tổng thống Thiệu là người rất biết mua chuộc thuộc hạ lòng tham vô đáy của mình bằng những lộc. Trung tướng Đặng Văn Quang là người được Nguyễn Văn Thiệu tin dùng, nên dĩ nhiên hắn liên tiếp được vinh thăng từ chức thư ký cho Hội đồng Lãnh đạo Quốc gia, tổ chức mới của các viên tướng thế hệ mới trong quân đội Sài Gòn, đến chức Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống Thiệu. Chính trên cương vị béo bở này, Đặng Văn Quang đã trục lợi vô độ, lắm khi rất cò con và bần thỉu bằng việc mua quan bán tước và chia sẻ bổng lộc. Trung tướng Trần Văn Đôn, một viên tướng ở thế hệ đàn anh đối với Đặng Văn Quang, vốn cũng chẳng sạch sẽ gì, nhưng cũng ít nhiều có những nhận định đúng về chế độ Sài Gòn, đã nhớ lại. Trong thời đệ nhị Cộng Hòa, Đặng Văn Quang là người đứng sau Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm và Cao Văn Viên về quyền uy, nhưng đứng hàng đầu về tham nhũng. Chức vụ chính thức của tướng Quang là phụ tá quân sự cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhưng Quang kiêm quản luôn cơ quan an ninh tình báo và kế hoạch. Vì phụ trách tổng quát về an ninh, nên hồ sơ các sinh viên muốn du học đều phải có lời phê của Quang. Hồ sơ sinh viên du học do Bộ Quốc gia Giáo dục xét kỹ rồi mới chuyển qua. Nhưng nếu Quang phê không được đi thì phải ở lại trong nước. Đa số muốn cho con em được du học đều phải lo lót cho Quang. Tướng Đôn còn kể, lúc còn là dân biểu, chưa tham gia chính phủ, tôi có một người bạn tên là Nguyễn Xích Hào. Ông Nguyễn Xích Hào có chức vụ khá quan trọng ở Văn phòng Trung ương Air Việt Nam. Còn ông Hào đủ điều kiện đi du học, nhưng sợ kẹt lời phê của ông Quang, nên ông Hào nhờ tôi nói dùm với ông Quang. Tôi điện thoại yêu cầu ông Quang, nếu không có gì trở ngại, thì phê cho họ đi cho kịp nhập học đầu niên khóa tại Mỹ. Ông Quang xin tên họ, số điện thoại và hứa sẽ phê chuẩn. Khoảng 10 ngày sau, có dịp dự lễ mãn khóa trường sĩ quan cảnh sát. Gặp Quang, tôi nhắc đến việc tôi nhờ, yêu cầu ông ấy lưu ý xét cho sớm. Ông Quang trả lời, được được, không có gì đâu. Tôi về nhà, điện thoại cho ông Hào biết tin con ông ấy sẽ được phép đi. Ông Hào nói, tôi cũng biết rồi, tôi đã được giấy phép. Mấy tháng sau, gặp tôi ông Hào nói, tin cho anh biết, thằng con tôi đã đi rồi. Tôi phải đưa một gạch, 1 triệu bạc Việt Nam, nó mới được đi chứ đâu phải dễ. Nghe nói, tôi ngạc nhiên, tôi là tướng lĩnh đàn anh của Quang, lại ra vào phủ tổng thống mà Quang còn đòi người thân của tôi 1 triệu bạc, thì còn ai mà Quang e ngại nữa. Có lẽ vì những ký ức như thế, nên Trần Văn Đôn rất ác cảm với Đặng Văn Quang. Tướng Đôn đã gọi Đặng Văn Quang là cây tham nhũng của chế độ Sài Gòn. Cũng may chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ, khiến tên tướng hèn hạ bần thỉu Đặng Văn Quang phải từ giã cuộc sống vàng son, bỏ tổ quốc mà trốn sang Mỹ. Dù lúc ở Mỹ hay ở Việt Nam thì cũng không ai yêu quý tên xảo trá này cả. Những ngày tàn của Quang trôi qua trong lặng lẽ, không ai nhớ mặt nhớ tên, và nếu có được nhắc đến thì cũng chỉ là những câu chuyện đáng xấu hổ của một tên bẩn tướng mà thôi. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em yêu thích
và ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử thì đừng quên like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha.